Na bó được cho ăn chảo, đảo thật đều, sao từ 1 đến 5 phút cho ăn khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được. Chúng ta bắt ra. Lá bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút, ta bắt ra đổ rượu cho đều. Dùng thìa đảo lá thật đều lên. Dụng cụ gò lá gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân, rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô. Dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay. Chúng ta quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong. Còn cách gói lá thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ á sinh. Sau đó ta dùng kéo cắt một đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc lá từ trong chảo đổ vào túi. Xóc lá vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người đáp vào vị trí bị bệnh. Chị bị đau này bao năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau cái nào nhiều? Tê chân hay gì? Chân. Chị bao tuổi rồi? Thế nào? À, là... Bỏ ra thì nó không đi được. Cháy nhiều nó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là bình thường. Thao nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi. Nhé, có gì cả đắp có uống điều trị thứ 2 đến 4 tháng. Trong nắn vào đấy, này sang trái không?
Về
nào nút nào đốt này, ngày yếu này, xương xương cần đấy nhé. Nút 15 phút đồng hồ, nước ấm 2 phút, 34 độ thôi. Lấy cái hàm cùng đây này, không tập nhé, lấy cùng kéo em nhé. Cho bóp em, và bóp thì mình có đi cho một kiểu để bóp. Tập ở bên đây kiểu được 30 ngày rồi. Cầm thế, để ra mình chỉ ép rồi bác, thế thì chỉ ép thế. Thường thường ấy cho anh những cái áo như thế nào, cái áo này.
pin. Thank you.
hơi bị kháng kìa. Có sao thuốc cấm tăng nhỉ? Tưởng cả cái này nữa. Không, thuốc kia này thuốc rồi. Khác rồi chưa? Khác nha. À đây là đây có bác thân vị đấy đẹp đúng không ạ? Nhá. Thân vị đấy đẹp. Thuốc này của ai? Đây của thằng Thân Vị. Thông nghiệp nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.